diễn viên Minh Khuê, Lật Mặt 7, Một Điều Ước là vai diễn điện ảnh thứ hai của tôi. Minh Khuê sinh năm 1985 tại Hà Nội và vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp sau thành công của vai Hương, thành viên hội G7 nhiều chuyện trong phim Cô Gái Xấu Xí. Cô cũng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng khác như vai Nhật Mai trong Thương Ngày Nắng Về, vai Kim trong Hùng Long Phong Bá, vai Minh Khuê trong Nhỏ To Trốn Văn Phòng. Bên cạnh đó, cô còn phát triển bản thân trong lĩnh vực ca hát với nghệ danh Ami Minh Khuê. Cô đã phát hành một số ca khúc như Hãy Bước Qua, Em Đã Nói Anh Nghe Chưa, tham gia game show Tình Bolero và để lại ấn tượng với giọng hát rất ngọt ngào. Từng có một khoảng thời gian tạm gác lại nghiệp diễn vì biến cố trong cuộc sống, Minh Khuê khi đó nghĩ rằng sẽ rời xa nghệ thuật. Nhưng chính sự động viên của khán giả và cái duyên với nghề đã kéo mình quay trở lại. Lật Mặt 7 là vai diễn điện ảnh thứ hai của cô sau phim Sơn Đẹp Trai. Về vai diễn của mình trong phim, Minh Khuê chia sẻ, cô đã phải tìm cách để thoại ra đúng chất một người phụ nữ Hà Nội, thậm chí còn phải điện thoại hỏi người bạn Hà Nội của mình để chỉ cho cách thoại thêm. Cùng chờ đón vai diễn của diễn viên Minh Khuê trong Lật Mặt 7, Một Điều Ước, khởi chiếu ngày 26 tháng 4 năm 2024.